Tại di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngay từ sáng sớm, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ, các tổ chức đoàn thể thành phố, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Mường Phăng đã tổ chức lễ dâng hương tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không khí thiêng liêng, thành kính, thành viên đoàn đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng. Ngày hôm nay, mỗi du khách càng vinh dự hơn khi có mặt tại di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ và trào dâng sự xúc động, trân trọng hơn những giá trị của lịch sử. Dù đã nhiều lần đến thăm nơi đây, nhưng ông Nguyễn Viết Tạo, du khách đến từ Nghệ An, vẫn không kìm được cảm xúc sau khi được dâng nén tâm hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham quan những hiện vật một cách trực quan, sinh động. Chúng tôi đi thăm lại Mường Phăng để đến thăm viếng lại khu di tích của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không lần nào tôi tránh khỏi xúc động và cả đoàn đều rơi nước mắt khi nhìn thấy bức tường của Bác. Chúng tôi sống lại cái lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và hiểu nhiều hơn, hiểu thêm hơn về đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người cả thế giới rất trân quý. Không chỉ du khách, mỗi người dân Mường Phăng cũng luôn có cách riêng để tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Lò Văn Biên, trú tại Bản Bua, mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian nhất định vào buổi sáng để lau chiếc đài quay băng màu đỏ mà Đại tướng đã tặng cho bố ông là cụ Lò Văn Bóng trong chuyến thăm cuối cùng Đại tướng lên Điện Biên vào năm 2004. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, cụ Lò Văn Bóng là người tham gia bảo vệ an ninh vòng ngoài kiêm liên lạc cho Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Không chỉ vậy, ông Biên cũng vinh dự tự hào khi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến lên thăm vào năm 2004. Những kỷ niệm, kỷ vật được ông lưu giữ mãi trong tâm trí. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được, đến Đại tướng, đến Mường Phăng rất tình cảm với nhân dân. Đại tướng lúc nào cũng nói phải đoàn kết, thống nhất thì mới thành công được. Nhìn thấy Bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Mường Phăng thì tôi cứ nhớ mãi mà đến cái ngày 7 tháng 5 tiến thắng Điện Biên Phủ, về những ngày Đại tướng mất ấy, thì tôi vẫn thường thường là đến thắp hương chú Đại tướng, nên là tôi cứ nhớ mãi. Đối với mỗi người dân Mường Phăng, hình ảnh về Đại tướng vẫn luôn khắc sâu trong tâm thức. Tình cảm mà Đại tướng dành cho người dân Mường Phăng đã trở thành động lực để họ đoàn kết, chung tay xây dựng bản làng ngày một phát triển, ấm no xứng danh vùng đất lịch sử. Các công trình điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, tỷ lệ đường trục thôn bản cứng hóa đạt 100%, những ngôi nhà sàn khang trang được xây dựng ngày càng nhiều. Xã cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Lãnh đạo chỉ đạo để nhân dân phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thì từ đó thì phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thì ngày được là càng chú trọng hơn. Về xây dựng cơ sở hạ tầng thì được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư là xứng tầm với mảnh đất lịch sử. Cả cuộc đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cống hiến, hy sinh cho dân tộc. Dù đã đi xa, nhưng vị đại tướng huyền thoại vẫn luôn là niềm tự hào, kính mến trong trái tim của người dân Việt Nam nói chung và người dân Điện Biên nói riêng. Những địa danh lịch sử sẽ luôn gợi lên những ký ức đẹp về người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam và cũng là lời nhắc nhở mỗi người luôn tự hào, trân trọng lịch sử hào hùng của dân tộc, trân trọng những người đã viết lên trang sử vẻ vang cho đất nước.